Hello, chào tất cả các anh em đam mê bẫy chim ha. Và chào mọi người đang xem video của mình luôn ha. Thì hôm nay có anh em nào được nhiều không? Mình thì tối nay cũng tạm ổn anh em ơi. Thì nói chung ra đồng lúa còn xanh mà nói chung ra mới rút nước anh em ơi. Thì đánh cũng tạm ổn à, chứ không có nhiều đâu. Khi nào có cắt á anh em mới đánh gộ gộ đâu. Chỉ còn lúc này thua rồi. Lúc này đánh cầm cự thôi anh em ơi. Lưới nè. Hôm quá trời sương luôn anh em. Hôm mình đi vũ ướt đổ hết trơn. Anh em coi nè. Đi bắt chim với lại đi vũ lưới. Ướt nhem hết trơn. Ba cái cỏ nè anh em. Sương nó xuống nó đi cái ướt nhem hết trơn. Giờ mình cũng mới gom đồ xong. Giờ quay thành quả cho anh em xem nè. Đây, dàn lo của mình. 6 cây Indo. Dưa 2 cái chép nha. Đánh đa năng luôn anh em ơi. Lúc này đồng lúa dạng đang rút nước nè thì đánh đa năng nha. Con gì cũng quýnh chứ, chằng nghịch chích gì tè lé chứ. Mà chích đánh mấy đêm mà. Hai ba đêm nay không có rồi, thành quả nè, được đêm nay được có một con trống à, với một con trời nghịch, với đâu một con cò nè, với đâu chừng chục con chim con nha nè, con trống thì cho bả luôn anh em coi nè, quá trời trống rồi, nó đang xì luôn, đâm cái muốn gách lưới vậy anh em ơi. Đâm cái lưới nằm dưới đất luôn á, gặp mà đang đang có xương nữa, đâm mấy bên đây nè, đâm cái lưới nằm dưới đất á là mình biết con trống rồi, chạy đi xé lưới nghe gớp 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 vậy, tại cái lưới mình nó cũng gần một rồi mà xé không gách, tại lưới này mắc nhỏ nè, 4,5 à, xé không nổi mà nó xé nghe gớp 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 vậy cũng ngán lắm nha. Đi bắt nó cũng hồi hộp, đồng cái là quét 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 luôn. Rồi, nói chung ra cũng đủ tiền ăn sáng, đổ xăng, cà phê. Dư vài vài ngàn mua bánh ăn tối. Tối nay ra tiếp tục ha anh em. Tại lúc này đồng lúa còn ấy quá anh em ơi. Lúa còn xanh quá nè. Nhầm người ta rút nước ra còn nhầm người không rút, thành ra chim nó dựa lại quýnh không lên anh em ơi. Gà thì dắt chiều thì cũng có đớp á mà quýnh nó không lên, khi nào mà khô đồng thì là khô á, là quýnh lên nè, khi nào mà nó đỏ đuôi giống vậy nè, bên đây khô gan rồi nè, nó rút nước ra khô gan rồi. Khi nào mà rút nước ra giống như cái mẫu này á, là quýnh đi rồi đó. Yêu cầu rút nước ra đều đồng là quýnh đi mạnh. Còn lúc này cũng nói chung ra là con hai ba con, nói chung ra là cũng ok rồi anh em ơi. Tại mình quýnh mấy thẻ mà mình không quýnh mấy băng nha anh em. Còn mấy năm về trước mình quýnh mấy băng thì đồng lúa này quýnh, nếu mà một khi mà nó đâm từ hai ba con lên chứ không có dưới. Còn mấy thẻ thì nó đâm vậy đó, bữa đâm ít bữa đâm nhiều cũng không biết được, với lại chim cò giờ nó cũng khác rồi anh em ơi, nó không giống như hồi xưa nữa, chim giờ quýnh khó lên lắm nha anh em, mấy năm về trước quýnh dễ lên chứ giờ quýnh chua lắm anh em ơi, ai cũng quýnh chưa giết đi nó 7 tiếng hết trơn. Thôi video đến đây cũng kết thúc anh em ơi, giờ mình gom giỏng nặng mình đi về đi chợ uống cà phê thôi. Rồi, có anh em nào được nhiều bình luận nói chuyện chơi nha anh em. Chào anh em ha.